Nam mong praman prampi nung has sân nít tiyu tangai chan ti mapai prampi kai mituna chnam pi pon mapai bay ni. Kum lang yu ti prom dine the boka bi chia knong kai mandal kiri ban mi chai dang ta. Min tron praman prampi krum. Kum pung ho ha lê tật day kabi chia knong pumasa srok ko nye kai mandal kiri. Da chi prom dine the viên kabi chia nung Việt Nam. Ni ba tam kap sai the bok mandan por min fresh new. Cô bị chạy thà nơi lưng nghít ngay tìm mà phải bằng bì khai mì thổ nà chân nàm bì bồn mà phải bày ní. Cũng lăng dô thiên nơi bình chìa ca rất thán ông kè rẹ chùm nguồn bàm rồi nè, rùm chùm mũi ở vốt mà phải đàm. Cũng bông thư vừa đâm nà từ căn bồn đàn Việt Nam, vì xếch nơi khai rốt lại kì rí, mần đồ kì rí, nâng khách cổ chê. Đàm bếch banh công tích dân hò khám mít mà nụ bạc, rước dường hạc thà drone, đại bàn hò rùm lốp cho đàn áp thấp tái ra bọc Campuchia. Ní thì hiện chuẩn khu nơi bình chìa ca rất thán អង្គរៈបានអះអាងថាក្រោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយធ្វើការរៀបចំកម្លាំងនិងសពីវត្តចេញទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីមុនហៀងបានរៀបចំសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កងទ័ពទាំង 500 មិនឲ្យមានការខ្វះខាតឡើយក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023នេះបានចេញសារបន្ទាន់មួយដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យមានការផិតភ័យចំពោះការចល័តកងទ័ពទៅការពារទឹកដីក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះដើម្បីកម្ចាត់ពួកភៀសវៀតកាមតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវ
chia cả bị ngày mình cầm lăng bàn thêm xâm rạp bàm ra ở cả cầm tích banh cầm tích trôn đã hai thà dùn hoặc về một đồ bạc bàn thua đầm nào chênh bì chênh đầm nào rủi sạch từ hời trong sông một phía một nếu bóng phôn nơi khai kịch chê rập tình năng kỳ rì môn đô lực kỳ rì nâng tí cần lại đã còn mang con tốp rồi vào dưỡng bàn cho lòng cắt công miên ca phây bụi hàm phí sẵn kriêm tốt lạng nơi khăn ông bà tí Campuchia ca thua đầm nào nơi cầm lăng bà vụt đại tranh bí tí krong phong bình phùa tờ can khai rập tình năng kỳ rì rư môn đô lực kỳ rì nâng tờ tam khai kịch chế vô khủng cứ chia cầm lăng ăn ra cung đảm bày chui ta đó dốt từ vùng phía tì mùi đời xa tê cá bóng phiên chia bằng tàu bằng tọp vì xâm nạ dôn hóa khuyên rộng bao đại dương mình đang phục phúc thay chênh vì tì gần lại nà đời chân này dương miên ca chạm bạch đảm bày ca phía nơi hà thấp vào tay chết rồi bỏ dương đã trong chất tốc thà nếch chìa ca chứ liên biên hỏi chìa ca bôn bông thua phê vẹ căm nơi lư tực đầy Campuchia trong sông đã tranh bọn bình chìa bọn thèm hỏi cầm lăng nơi dô tụ phùm phía ti mùi xá ca chứa mùi cực cầm lăng tẹng ho đàm bay rốc cơ rốc nẹ đà mọc lẹ luôn nơi lư tực đầy Campuchia cả thua tầm nào tầm này, màn mến trâm tài đàm bay buôn xếc xóm rạp ca cầm tích nơi dồn hóa khuyên rộng bạc đã hai thả trôn nụ tỷ. Có một đại dương, có trời rốc rốc nơi cầm lăng đã lẹ buôn rốt xlong cắt bí bà tế Việt Nam chôl mò lẹ luôn nông tức đầy Campuchia. Dương có ẩm phía vừa nêu phong đai trong phố bà tế tương lai đã tí tăng ở trôn, ở dồn hoặc mềm nữ bạc. Chỗ mà không tức đầy vào dương, bành chúc chia bàn toàn nơi xa căm ở phía. Đã miễn cho rất chia phê ra căm, và chăng nâng ai kỳ rịch, hạ thức ở tay phía, nơi bà rê chiên, nà chạy Campuchia. Trong xóm ở phía của nước bóng bốn chôn hồn chiết, xa ca đoàn bò rà miễn, trong phố nét, đã lạ lẹ luôn, nơi không tức đầy Campuchia. Trôn này cho bác nạ thà, cổng phong tay xoay như rốc tùm nẹ tùm nông, này cổng bạc tọp để rốt tranh phía bà tế Việt Nam, hỏi ai nâng mòn lẹc luôn nơi cổng nông bà tế Campuchia. Sông bóng phôn bà chư bà rốt bà dương, bà đòl, nơi cách giá ca tam rời dạ cả bà rốt bà rốt miên xâm rạp con tọp bà dương,
ដែលខ្មែរនៅបើកហើយដែលតែងដែលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រមាណយប់កន្លងទៅនេះតែងមកបំពេញលើអធិបតេយ្យរបស់យើងដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការហោះហើររបស់ដ្រូនហើយបញ្ឈប់ជាបន្តនៃសកម្មភាពនេះសូមគោរពអធិបតេយ្យរបស់យើងយើងចង់មានសេចក្តីសុខហើយគ្មានបัฒនាអ្វីក្រៅពីសេចក្តីសុខនិងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់
ចំពោះសភាពការដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងចល័តកងទ័ពបូកជាមួយនឹងការដែលមានលទ្ធភាពដែលយើងអាចបាញ់ទម្លាក់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងគ្រប់គ្រងសភាពការទាំងអស់នេះដោយមានកិច្ចសហការពីខាងភាគីវៀតណាម ដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើភេរវកម្មក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមឲ្យកម្លាំងទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពដោយមាត់ជាប់រុករកខាងក្រោមបន្ថែមទៅដោយការត្រៀមបំរុងបាញ់កំទេចនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពីខាងលើសូមអរគុណ